Còn tại tỉnh Bến Tre, lợi dụng sự quen biết, một nam thanh niên ở địa phương này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 1,8 tỷ đồng. Chiêu thức lừa đảo tuy không mới, nhưng với công việc là nhân viên ngân hàng, đối tượng đã thuyết phục nạn nhân tin tưởng và sập bẫy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung, 28 tuổi, ngụ thành phố Bến Tre, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thành Trung là nhân viên của một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh tại Bến Tre. Trong quá trình làm việc, Trung lợi dụng sự quen biết với khách hàng là chị NTHR để vay 1,8 tỷ đồng với lý do đáo hạn tiền vay cho một số khách hàng và thỏa thuận trong 3 ngày sẽ hoàn trả kèm lãi. Tuy nhiên, Trung đã dùng số tiền vay để đầu tư tiền ảo, đánh bạc online và trả nợ. Khi đến hạn, Trung không có tiền trả nên chị R trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.